chào mọi người đã đến với cái channel làm đẹp của em. Hôm nay đang có một cái dòng sản phẩm kem body và tẩy da chết gọi là tắm trắng khô luôn mọi người. Đây, hai kem này hũ rất là to, ngang cửa nhau là 500ml, là gần cả nửa ký. Hai hũ này là 1kg, rất là nặng nha mọi người. Mọi người thắc mắc là em này màu cam, em là màu kem kem, là em này là chắc chắn là kem dưỡng rồi, còn cái em cam này sẽ có cái công dụng gì? Thì ngay hôm nay em bật mí luôn, cái công dụng của nó rất là tuyệt vời nha. Em này là vừa là tắm trắng vừa là kích trắng, mà tắm trắng thì không cần phải tắm lại với nước. Thường là tắm trắng mọi người tắm sau mọi người sẽ thoa lên sau đó tắm lại với nước đúng không? Cái này không cần phải thoa lại, không cần phải đi tắm lại, mà chúng ta có thể là xích trực tiếp kem body này. Còn nếu mà những chị em nào mà không có thời gian để mà xích cái này rồi xích cái này á, mọi người trộn lại để sử dụng nha. Và công thức để mà trộn kem này như thế nào thì theo như cái kinh nghiệm làm đẹp của em, cũng như là theo như hôm bữa giờ em test, em cảm thấy là cái sản phẩm này nè, khi mà chúng ta trộn với kem này á, là chúng ta hũ này là 100% đi, thì chúng ta sẽ trộn vào bên trong của cái hũ kem này chừng 30 thôi, còn lại 70 chúng ta sẽ dùng để tắm trắng mỗi tuần, là đi tắm trắng 3 lần, em thoa lên 3 lần sau đó thoa kem dưỡng lên đó. Còn nhiêu là cái kích trắng này, nó vừa cái này là vừa là kích trắng vừa là tắm trắng, còn cái này là kem dưỡng, có thể là lấy cái hũ kem này trộn vào cái hũ xanh này để sử dụng nha. Còn lại cái tuần mình đánh, mình thoa lên 3 lần sau đó thoa kem lên, chỗ cái da trắng bóc luôn. Cái mùa này là mấy chị không dưỡng kem thì rất là ổn nha. Một cái combo xiên xòi như này giá cực mềm luôn, mọi người mua nhiều nhiều về để sử dụng nha. Cái mùa nắng còn dài lắm, mọi người mua về xài xong da trắng bóc luôn. Đây, cái hũ này nè, cái chất kem nó như này là mọi người thơm trắng cực kỳ luôn, trên thị trường bán nhiều lắm, dễ nhái đầy ngay luôn, mọi người mua cẩn thận nghe, về xài không được uổng phí tiền của mình nha. Đó, tiền thời buổi khó khăn mọi người mua hàng phải chính đáng. Đó, đây, chất kem nè mọi người, thơm trắng mịn màng, chất kem đẹp làm sao luôn á, mà mình pha vô trong cái kem màu cam này nè. Cái này là cái kem gọi là kem tắm trắng nha, không cần phải pha trộn gì nữa hết á. Đó, mọi người mua về cứ mỗi tuần xức 3 lần cho em, còn lại mọi người sẽ múc 2-3 muỗng gì đó trộn vào kem body, chỗ xài nó trắng, nó bật tông cực kỳ nhanh luôn. Mùa này mà không dưỡng kem thì quá uổng phí luôn nha mọi người. Con gái, phụ nữ, đàn ông bữa nay ai cũng dưỡng kem, dưỡng trắng hết, ai cũng thích trắng hết, không ai thích đen hết nha mọi người. Thực sự là nhìn da trắng mình nó xinh xắn lắm luôn á, nhìn nó kiểu như nó sang sang, mình mặc đồ cũng tự tin nữa mọi người. Mình thích mặc màu gì cũng được đó. Nguyên một combo xanh kem này giá rất là mềm luôn. Mọi người ơi, này hàng được xuất xứ từ những cái sản phẩm với chế độ an toàn da rất là đảm bảo, cũng như là được sử dụng cho các spa lớn nha mọi người. Cái này trên thị trường nhiều lắm, mọi người mua vài 20-30 ngàn cũng có, nhưng mà bên em bán hàng Thái, bán những cái chất lượng hàng mà đảm bảo. Đây là hàng Việt Nam nhưng mà nguyên liệu từ là Thái Lan, người an tâm sử dụng nha. Cơm vù trắng da xanh kem này bên em đang có sẵn, số lượng hàng cũng có hàng à. Mọi người nhanh tay đặt hàng sớm sớm, quay số điện thoại hotline là 0355 838057 hoặc là 0356605677. Facebook chính của em là Trần Thị Alice, chuyên sĩ mỹ phẩm. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.